À, hôm nay là gia đình của Vũ từ Đà Nẵng vào. À, sau khi đến nhà từ đường thì có tổ chức bữa tiệc ở cái resort này cũng đẹp. Đây mọi người giờ đang chụp hình. Thì là có hồ bơi. Thì đầy đủ mọi người hết. Đâu rồi? Đây. Đây là má Vũ. Đây là hai dì. Đây là vợ tôi. Đây là ba Vũ. Ba Vũ. Đây là Vũ. Hai. Đây là anh Vũ. Dạ. À, vậy đi. Hello. Đây là chị Vũ. Hello. À, đây là anh Vinh. Anh Vinh. Đây là cô Trinh. Quay lại. Cô Trinh. À. Đây. Dạ, chút xíu nữa em chụp cho anh. Đây. Cái khuôn viên này là cái chỗ này là cô anh biết. Ở cái nhà cổ của một ông thầy nổi tiếng hồi xưa là thầy của cô anh. Và cũng may là trời dứt mưa, hồi nãy trời mưa. Đây, gia đình anh Khương. Đây là mèo. Không, Dưỡng quay phim. Đây, dì ba Dưỡng Hành. Chào. Để gửi cho cậu Nghĩa. Đây, chị Sa. Chào anh Nghĩa. Chào bác. Bắc Bình. Hai. Anh rể của Vũ. Quay hả? Đây là đồng chí Phan Gia Hạnh. À. Đây đồng chí Lộc. Đồng chí Phan Đình Giót. Món đầu tiên là bánh xèo, mỗi người ăn cái thôi nha, đừng ăn nhiều, ăn nhiều là đầu tiên là bánh xèo. Đây dặn trước nha. Ồ, đằng xa xa có cái cặp nào vậy ta, cặp nào vậy? Vợ chồng anh Thủy hả? Chào đi. Mẹ quen sâu ra đẹp lắm mày. Thủy mày đi Thủy, sửa tướng chút Thủy. Mày sửa lại chút đó, eo chút. Đấy, đẹp á. Được rồi. Có mày lắc quá, lắc vừa thôi. Diễn mà. Diễn hả? Diễn sâu quá.